Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi GPT phần ngữ pháp. Đầu tiên sẽ là môn đai số 7 là môn đai ngữ pháp trong câu. Câu 31. Đây là một đoạn hội thoại đúng nhỉ? Kogawa nói là gì đây nhỉ? Ne Yamada-san, kino no yoru Olympic chūkei mita? Này Yamada, tối qua ấy cậu có xem tường thuật Olympic không? Bạn này đáp là kino giang gyo de tsukare chatte dakara gohan gì đó tabenai de ne chatanda. À không, hôm qua bởi vì là làm thêm mệt quá cho nên là vì vậy không ăn cơm đúng không, mà đi ngủ luôn. Trợ từ điền là mo ga toa hay là ni ma de, thì ở đây chắc chắn là chúng ta sẽ phải điền trợ từ đúng là mấy nhỉ? Đáp án số 1 là mo. Cái này chúng ta dịch nghĩa nhé, cơm cũng không ăn mà đi ngủ luôn đấy. Đi với lại động từ taberu, đi với động từ tha, động từ này thì phải là trợ từ. Nếu là trợ từ wa thì câu này nó phải, cái từ này nó phải là chủ ngữ. Đây đang là vế thì không thể là wa được, mà đây đáp án cũng không có wa. Có thể là trợ từ o đúng nhỉ? Hoặc là có thể là trợ từ mo mang sắc thái nhấn mạnh là cái đó tôi cũng không làm. Đấy. Do vậy là đáp án số 2 là chúng ta gạch, bởi vì là ga là không thể nào mà xếp được với lại tha động từ này. Toa được dùng để làm gì? Được dùng để diễn tả cái đằng trước là một cái thuật ngữ đúng không? Đấy, hoặc là nhấn mạnh cho cái trợ từ tô ở với nghĩa là với nhá. Đấy, ví dụ như là Tanaka-san toa kanke nai, với cái anh Tanaka đấy thì tôi không có quan hệ gì hết. Đấy, thì mới đúng, nhưng mà ở đây rõ ràng cũng không mang nét nghĩa như vậy, do vậy là toa cũng là loại. Ni ma de là ghép bởi ni và ma de là đến, mở rộng phạm vi, ni là có thể là sự tồn tại. Đấy, thì cái này ấy, nó dùng trong trường hợp ví dụ như là ở đến cả tại đâu đó cũng có một cái gì đó, ví dụ như là gì nhỉ? Bedo ni ma de hon ga takusan arimasu, kiểu bình thường là sách nó có ở trên giá sách thôi, nhưng mà đây là đến cả ở trên giường đúng nhỉ, một cái nơi mà chúng ta không nghĩ là nó sẽ có nhiều sách như thế nó cũng có. Ví dụ như là hình dung về một người sưu tầm sách nhưng mà lại để bừa bộn ấy. Đó, thì trong trường hợp này thì nó không mang sắc thái là mở rộng phạm vi. Như vậy chúng ta sẽ không thể chọn 4 được, đúng sẽ phải là 1 nhá. Câu số 2. Câu 32. Ở trên biển quảng cáo này. Kawanishi piano kyoshitsu dewa shoshinsha keikensha donata ni demo teinei ni shido shimasu. Ở cái lớp học piano của chúng tôi ấy, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn rất là cẩn thận với mọi donata ni demo, tức là chúng tôi sẽ hướng dẫn rất là cẩn thận với mọi đối tượng. Shoshinsha đây là người mới bắt đầu, còn đây là keikensha là người có kinh nghiệm. Vậy đây là hai đối tượng đối lập đúng không? Đây là các bạn thấy là một cái tờ quảng cáo này mà đằng trước lại là hai cái từ mang tính đối lập như vậy, thì chắc chắn nó phải là ngữ pháp toazu đúng nhỉ? Nani nani o toazu có nghĩa là bất kể là có kinh nghiệm, người có kinh nghiệm hay là không có kinh nghiệm, hoặc là gì nhỉ, có kinh nghiệm hay không có kinh nghiệm ấy, đây không phải là vấn đề, chúng tôi sẽ đối xử giống nhau với cái đằng trước này. Nani nani o tsujite có nghĩa là thông qua hoặc là suốt, không phải. Nikakete, các bạn sẽ có kara nikakete có nghĩa là từ đến, giống như là kara made nhưng mà cái phạm vi nó mơ hồ hơn một chút, hoặc là ngữ pháp nikakete wa có nghĩa là về cái đó là nhất, nhưng mà đây không phải, do vậy loại. Nimo kakawarazu đúng nhỉ? Cái này sẽ có nhiều bạn nhầm với nikakawarazu. Nếu như là nikakawarazu ấy thì có thể đúng, có thể chọn 4 được, nhưng mà đây là nimo thì có nghĩa là mặc dù, nó là cái ngữ pháp thể hiện cái quan hệ đối nghịch giống như là monono ấy. Do vậy là 4 là cũng sai nhá. Đúng sẽ phải là số 2. Câu 33. Kyo koromo kitsuku shikari sugita no de kiyo tsuke yo tomo. Gì đó? Honni wa sore hodo ki ni shite inai kamoshirenai ga. Hôm nay bởi vì là tôi đã mắng con tôi quá là nặng lời, quá là nghiêm khắc. Do vậy là tôi sẽ chú ý những cái lần sau. Đằng sau này, honni wa sore hodo ki ni shite inai kamoshirenai. Ki ni suru là kiểu như là để ý, bận tâm ấy. Honni ở đây chính là cái đứa con ở nói ở đằng trước. Kodomo. Đó. À,
Vậy thì ở câu này này nói là mình ấy thì mình cảm thấy là mình mắng con quá là nhiều, quá là nghiêm khắc cho nên là mình sẽ chú ý lần sau. Nhưng mà đằng sau là đứa con làm sao đấy, nó không có để ý điều đó, nó không có nghĩ nhiều vậy. Vậy thì rõ ràng đây là cái mệnh đề tương phản đúng không nhỉ? Để nối mệnh đề tương phản chúng ta phải dùng gì nhỉ? À, đáp án đúng là đáp án số 3 là một tô mộ. Đấy. Trong trường hợp này một tô mộ nó không phải là giống cái nghĩa nhất nữa, mà cái một tô mộ ở đây nó nghĩa là tuy nhiên nó sẽ là một cái điều gì nhỉ? Một cái điều trái ngược với lại cái phía trước nhá. Đấy. Tôi thì tôi nghĩ như vậy nhưng mà tuy nhiên đấy con tôi thì có lẽ là nó cũng chẳng thèm để ý, nó cũng chẳng nghĩ nhiều như thế. Sono kawari có nghĩa là thay vào đó, không phải. Sore nara, nếu là cái đó thì không phải đúng không? Shikamo là giống mata, hoặc là sono ue có nghĩa là hơn nữa, thêm nữa, nó dùng để liệt kê những cái tính chất giống nhau thì ở đây là không chính xác nhé. Đây phải là một tô mộ mà nghĩa là thế nhưng, tuy nhiên là. Tiếp theo câu số 34. Con gái này. Nazo nazo desu. Otosan ga kirai na kuramono wa nan desho? Là câu đố đây, câu đố đây. Cái loại quả mà papa rất là ghét là quả gì? Ông bố mới. Nandaro. À, soka. Cái câu này nó mang tính chất là cái vận dụng kiến thức đời sống thực tế đúng không? Khi mà người ta đố ấy, chúng ta nghĩ và chúng ta nghĩ là à biết rồi. Thì trong trường hợp này chúng ta chỉ có cách dùng duy nhất là dùng từ wakata. Đáp án đúng là sẽ là số 1 nhá. Nó mang tính chất cố định. Khi mà một điều chúng ta chưa biết, đột nhiên chúng ta nảy ra, chúng ta hiểu được cái điều đó ấy, thì chúng ta sẽ dùng wakata. À biết rồi. Papa, papaya đúng nhỉ? Papaya da. Papa ga kirai na kuramono te koto da yo ne. À là cái quả đu đủ đúng không nhỉ? Đây, bởi vì là papa là papa, ia là ghét. Đấy, ghép lại thành papaya. Papaya có nghĩa là quả đu đủ. Wakata no ni. Wakata no ni có nghĩa là ấy vậy mà. Ở đây không có cái sắc thái này, do vậy là loại này. Wakateta. Wakateta là một cái điều mà chúng ta từng biết trong quá khứ đúng không? Hay wakatene cũng không phải, thường là wakatene là nói ai đó, yêu cầu hay ai đó hãy hiểu chuyện gì. Trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng một cách tương đối cố định như các bạn nhé. Đôi khi là trong đề thi chúng ta sẽ có vài câu nó mang cái tính chất giống như kiểu là gì nhỉ, giống như kiểu là cái vận dụng thực tế của cái gì nhỉ, của cái giao tiếp. Câu số 35. Kono shosetsu o yonde tomo no tame nara jibun wa dou natta tte という主人公の熱い思いに感動した。Đọc cái cuốn tiểu thuyết này ấy, đấy, tôi đã rất là cảm động với cái suy nghĩ rất là nhiệt thành, nhiệt tình của nhân vật chính. Đấy là, thì cái đây là cái nội dung của cái suy nghĩ đấy cụ nhá. Đấy là này, nếu là vì bạn bè ấy, jibun wa dou natatte, thì ở đây các bạn có natatte, tatte đây chính là te mo. Nếu là vì bạn bè ấy, thì bản thân mình như thế nào cũng được đúng không? Vậy thì chúng ta phải chọn là đáp án số 2, kamawanai. Đấy. Nó chính là đô, nó chính là tê mô. Kamai ma xem. Hay là tê mô y. Mình thế nào cũng được, nếu là vì bạn mình ấy thì bản thân mình trở nên thế nào cũng được đúng không? Tamaranai nó không đi với lại temo mà nó đi với lại thể t, có nghĩa là không thể chịu được. Ví dụ như là atsukete tamaranai là nóng không chịu được. Đấy, loại này. Wakeganai không đi với cái này nhá. Wakeganai phải đi với thể thường. Nó có nghĩa là làm gì có chuyện. Hay là naranai thì cũng đi với thể t, mang nghĩa là cùng cực ấy. Đó. Ví dụ như là gì nhỉ? Shinpai de naranai, lo lắng không chịu được, chứ không phải là gì nhỉ, chứ không phải là đi với lại. Ở đây các bạn nhìn đây là t, nhưng mà đây không phải là thể t, mà đây là tatte bằng temo, lưu ý nhá, chứ không phải là cái thể t xong ghép với mấy cái này đâu. Do vậy đúng ở đây phải là số 2. Tiếp theo câu số 36. Watashi ga ryokan ni tsuku to jiugyoin ga egao de yokoso to aisatsu shite kureta. Lúc mà
tôi đến gì nhỉ, tôi đến cái quán trọ ấy, thì những cái nhân viên, những cái người làm việc ở đấy họ đã chào tôi bằng một cái nụ cười, họ nói là yokoso. Yokoso là chào mừng, vậy thì phải là chào mừng quý khách đến đúng không, phải dùng tôn kính ngữ. Đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án số 1, đúng nhỉ. Okoshi kudasai, à, xin lỗi, okoshi kudasimashita. À xin lỗi, cái chỗ này là bị nhầm một chút về cái nhập liệu nhá, không phải là kudasimashita mà phải là gì nhỉ, kudasai, bị sai mất cái chỗ này rồi. Đấy, có nghĩa là gì đây, có nghĩa là à chào mừng quý khách đã đến đây. Thì kudasai masu là ai đó làm gì cho mình, động từ gì nhỉ, động từ kosimasu là dạng tôn kính ngữ của kimasu. Do vậy đáp án đúng sẽ là một, chào mừng quý khách đã đến. Câu số 2 này, o ukagai shimashita. Các bạn có ukagai là đến, là khiêm nhường ngữ, thì không thể dùng khiêm nhường ngữ cho khách được. Loại tương tự, các bạn thấy câu 2 này, omukae shimashita. Đây là đón đúng không? Là khiêm nhường ngữ, thì có thể là mấy người này là mấy người đón thì có thể dùng khiêm nhường ngữ, nhưng mà không thể dùng, không thể dịch là yokoso omukae shimashita được. Chào mừng đã đón chắc chắn là bị sai nghĩa đúng không nhỉ? Câu 3 này, oyobi itadakimashita là gọi, không phải. Đúng phải là một nhá. Chào mừng quý khách đã đến đây với chúng tôi. Câu 37. Yamada nói này, tsugi no tozan, Oyama ni noboru no wa do, chuyến leo núi lần tới ấy, thì mình leo cái núi Oyama này thì thế nào đây? Bạn này nói là Oyama wa san ne mae ni ichido, thì đó, kara hoka no yama ga iina, nobotte miru, nobotte kuru, nobotte iku và nobotte iru. Ở đây mặc dù là một sự việc trong quá khứ, thế nhưng mà tại thời điểm đó trong quá khứ người ta đang làm điều gì đó sẽ phải dùng là teiru, đúng nhỉ? Đúng là số 4. 3 năm trước thì tôi leo, tôi lúc đấy là tôi đang leo nhá. Không thể là miru, kuru hay iku được, bởi vì là những cái này ấy, là những cái ngữ pháp mà bắt buộc phải tuân theo cái mối quan hệ về mặt thời gian. Tức là nếu đã xảy ra rồi thì phải dùng thể quá khứ chứ không được dùng ở dạng hiện tại như này. Chỉ có teiru, mặc dù là gì nhỉ? Mặc dù ở đây là dạng tiếp diễn, thế nhưng mà cái dụng pháp của cái teiru trong câu này nó có nghĩa là vào thời điểm đó, được chưa? Vào thời điểm đó, khi chúng ta tưởng tượng lại một thời điểm trong quá khứ thì chúng ta có thể dùng ngữ pháp teiru để diễn tả. Câu số 38. Nihon no ninki bando this wa Yoropa de konsato o okonau nado gatsudo sekai hirogete iru. Cái ban nhạc nổi tiếng Z của Nhật Bản ấy, đấy, nó đang mở rộng cái hoạt động. À mở rộng thì phải là mở rộng có hướng đúng không? Phải là mở rộng ra. Do vậy phải là đáp án đúng là 2, eto nhá. Mở rộng ra. Bình thường thì chúng ta dùng mở rộng ra cái gì? Chúng ta dùng từ nhị, thì trong trường này cái eto nó mang tính chất nhấn mạnh hơn nhị, chứ không thể dùng deto, karamo hay là hồ đồ mô được, đúng nhỉ? Mở rộng ra thế giới thì thế giới phải là cái đích đến, thì phải là trợ từ ni, hoặc là có thể thay bằng eto, được chưa? Có thể dùng e không cũng được, nhưng mà người ta cho thêm cái từ tô vào để mang tính chất là văn vẻ trang trọng, có thể là một câu ở trong báo chẳng hạn. Họ đang mở rộng cái hoạt động ra toàn thế giới, chẳng hạn như là họ tiến hành những cái buổi gì nhỉ, những cái buổi hòa nhạc ở châu Âu. Còn những cái này là gây nhiễu nhá, không phải đi, không không đi kèm với lại cái dạng thức mở rộng ra như thế này được. Câu số 38, câu số 39. Pasokon kyoshitsu no koushi ni gì đó, hito ni osieru no wa muzukashii kedo tanoshii ということがわかりました。Giáo viên của lớp máy tính này, giảng viên của lớp máy tính này, tôi hiểu được cái điều đấy là dạy người khác thì khó nhưng mà vui. Nata kagiri, shita kagiri, shita okage de và nata okage de. Thì các bạn có cô si đây là một từ chỉ người, đúng nhỉ? Đằng sau ấy là shita, đằng sau là các đáp án 1 và 4 là naru, đáp án 2 và 3 là suru, thì chắc chắn là phải là trở thành người như thế nào đó. Chứ nếu như là như nếu là dùng suru ấy thì là gì nhỉ? Biến một ai đó thành một người như nào đó, hoặc là chọn cái gì đó, không phải. Vậy thì chúng ta sẽ loại trừ đáp án số 2 và đáp án số 3. Đấy, phải là naru thì có nghĩa là trở thành cái đối tượng này, đúng không? Thì ở đây các bạn thấy này, số 1 kagiri, khi mà đi với thể futsuke như này thì nó mang nghĩa là chừng nào, đúng nhỉ?
chừng nào còn như thế thì nó sẽ có một cái sự việc gì đó đằng sau. Nhưng đây rõ ràng không phải cái tính tiếp diễn, mà đây ấy là các bạn thấy là hiểu được một điều, ngộ ra một điều, vậy thì phải nhờ một kết quả nào đó, đúng không? Vậy thì đây đã đúng phải là số 4. Có nghĩa là nhờ trở thành giáo viên, giảng viên của lớp máy tính mà tôi hiểu được cái điều này nhá. Đấy, ngữ pháp okage đấy là nhờ. Câu số 40. Dare date shippai mo suru shi. Nani nai yarenai toki mo aru. Dù là ai đi chăng nữa ấy, cũng có lúc thất bại, rồi thì cũng có những lúc mà không thể làm được. Không thể làm được, vậy thì phải là không thể làm được điều gì, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phải có là trước đây sẽ phải là gì nhỉ? Phải là danh từ. Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ loại 2 và loại 4, bởi vì không thể là noa được. Noa nhá, nó sẽ là từ no này thay thế cho một danh từ. Đấy. Đằng sau nó sẽ phải là gì nhỉ? Đằng sau nó sẽ phải là một danh từ hoặc là một cái từ nào đó chỉ tính chất, nhưng mà đây là yarenai tokimo aru thì không thể nào mà ghép với lại cái noa này được. Do vậy đúng sẽ phải là một hoặc ba, có nghĩa là không thể làm được cái việc như thế nào. Vậy thì bây giờ chỉ là dịch nghĩa thôi. Các bạn thử xem này, câu số 1 yaru na to iwareta, tức là những cái việc mà bị nói là không được làm. Dịch thì chắc chắn sẽ bị sai đúng không? Cũng có những lúc không thể làm được những cái việc bị nói là không được làm. Đây là một gì nhỉ? Bị nói là không được làm thì chắc chắn là không được làm rồi, thì sẽ không thể nào dùng cái này được. Do vậy đúng một sẽ sai. Vậy thì chỉ còn 3 thôi. Yaranakute wa ikenai có nghĩa là phải làm. Đấy. Thì nhá, việc phải làm ấy lẽ ra là phải làm nhưng mà lại lại sao nhỉ? Lại không thể làm được cái điều đó, không thể làm được cái điều phải làm đó, thì thành ra dẫn đến là gì đây? À, giống cái ý của câu trước là shippai mo suru shi, có những cái sai lầm. Do vậy đúng của chúng ta câu này phải là số 3. Ai cũng thế, cũng có lúc sai lầm, cũng có lúc không thể làm được những cái việc mình cần phải làm. Tiếp theo câu số 41. Nayo ga wakaranai hanashi o chōjikan ni otona date taerarenai koto de shou. Trong thời gian dài này, cái câu chuyện mà mình không có hiểu nội dung, ngay cả người lớn cũng gì nhỉ? Ngay cả người lớn cũng không thể nào mà gì đây, cũng không thể nào mà chịu đựng nổi. Đấy. Vậy thì các bạn thấy rằng đây là không thể chịu đựng nổi này. Đấy. Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ loại trừ đáp án 2 và 4, bởi vì cô tổ đệ, ngữ pháp cô tổ đệ có nghĩa là nhờ cái việc gì đó mình có được một cái điều gì đó các bạn nhé. Thực ra là nó giống như là cái dạng thức mà gì nhỉ? Nó giống như dạng thức biến cái động từ ấy đấy thành dạng danh từ thôi. Ví dụ chúng ta có câu chẳng hạn như này này. Đây. Benkyo de hito ga đúng nhỉ? Seicho suru. Là gì đấy? À, bằng cái việc học ấy, nhờ cái việc học thì con người sẽ trở nên trưởng thành hơn. Đấy, thì đây là danh từ nhá, thì chúng ta sẽ dùng như vậy. Nhưng mà nếu là động từ veru thì chúng ta sẽ biến thành dạng thức là veru koto de. Ví dụ như là hito kara đấy. Yoi chẳng hạn đúng không? Yoi ten o narau koto de. Đó. Bằng cái việc học những cái điểm tốt từ người khác ấy. Đấy. Watashi tachi ga đúng nhỉ? Shippai o sakeru. Chúng ta có thể tránh được thất bại, shippai. Đây cho ra đây một chút. Koto ga dekiru. Đằng sau thường là những cái điều mà diễn tả cái một cái sự việc tốt. Để biến thành trợ từ wa đi. Nhờ cái việc gì đó chúng ta làm được cái điều gì ở đằng sau, đạt được điều gì đằng sau. Nhưng đây là không thể chịu đựng nổi thì chắc chắn là không phải cô tổ đê rồi. Vậy thì sẽ phải một hoặc ba. Vậy bây giờ các bạn sẽ xem nghĩa thôi.
Nếu như là một này, kikanakute ii toshitara, và ba là kikanakureba naranai toshitara. Đây là ngữ pháp ghép, nó ghép bởi vế trước với lại cái đuôi toshitara. Toshitara là nếu mà. Thì ở đây các bạn xem thử câu 1 nhá. Nakutei có nghĩa là không cần phải làm điều đó. Nếu như không cần phải nghe những cái câu chuyện mình không hiểu nội dung trong thời gian dài thì người lớn cũng không thể chịu nổi. Chắc chắn là nghĩa bị sai đúng không? Đúng, ở đây phải là đáp án số 3. Kereba naranai là phải, toshitara là nếu. Nếu mà phải nghe những cái câu chuyện có cái nội dung mà mình không có hiểu rõ trong thời gian lâu dài, trong thời gian dài thì người lớn cũng không chịu được đựng được cái điều đó nhé. Đúng sẽ phải là sambang. Đây là câu thiên về dịch nghĩa. Tiếp theo câu số 42. Câu cuối cùng ở trong phần bôn đai số 7. Honyade ở trong hiệu sách này. Takahashi nói là gì đấy? À, kono hon omoshiro yo. Này, cuốn sách này thú vị lắm đấy. Donahanashi. Câu chuyện như nào? Shujinko to kobito ga oya ni muriyari gì đó hanashi nan dakedo sugoku dokidoki suru nda. Đây các bạn thấy này, chủ ngữ là nhân vật chính và người yêu. Đây là bố mẹ đúng không? Muriyari là miễn cưỡng. Đây là chia tay, vậy thì chắc chắn là khi mà đưa bố mẹ lên làm à, đưa cái gì nhỉ? Đưa cái nhân vật chính và chủ ngữ lên, đưa cái nhân vật chính và người yêu lên làm chủ ngữ. Đây là bố mẹ thì phải làm người yêu, nhân vật chính và người yêu bị bố mẹ bắt chia tay, vậy thì phải dùng thể sai khiến bị động. Đấy, như vậy chúng ta phải chọn đáp án đúng là đáp án số mấy đây? Đáp án số 4 nhé. Thì mới đúng được. Đáp án số 1. Wakare so ni naru là gì nhỉ? Là động từ wakareru ở dạng bình thường. Không thể có xuất hiện với đối tượng là oyani ở đây được, loại này. Câu số 2, wakare Dadeso là thể bị động. Nhân vật chính bị bố mẹ chia tay. Chắc chắn là không đúng đúng không? Phải là bị bố mẹ bắt chia tay. Nếu mà bị bố mẹ chia tay thì là người chia tay là bố mẹ. Do vậy là loại 2. Đây là gì đây? Wakare sase là dạng là sai khiến. Đấy. Vậy thì lại thành là gì đây nhỉ? Nhân vật chính bắt chia tay, bắt bố mẹ chia tay. Đấy, kiểu đó, vậy thì chắc chắn là sai rồi. Phải là thể bị động sai khiến nhá. Nhân vật chính và người yêu ấy bị bố mẹ bắt chia tay một cách một cách miễn cưỡng vô lý, suýt bị đúng nhỉ? So ni naru là suýt nữa thì bị điều đó. Câu chuyện là như vậy cho nên là rất là hồi hộp, kịch tính. Đúng sẽ là yombang. Tiếp theo sẽ là môn đai số 8 là môn đai dấu sao. Đây. Với môn đai dấu sao ấy, các bạn sẽ cần phải chú ý cái đầu cuối của câu. Sẽ phải chú ý tới cái việc ghép những cái từ này trong câu và cuối cùng là gì nhỉ? Cuối cùng đấy là các bạn sẽ phải chú ý về cái cách dịch câu. Chúng ta cùng sang câu 43. Watashi karai mono taberu to seki ga deru desu. Tôi này ăn cái đồ cay vào ấy là bị ho. Đấy, bị ho nhá. Hodo kanarazu i và toite. Ở đây các bạn có này. Đầu tiên hodo. Hodo có rất nhiều nghĩa. Cỡ, khoảng, mức. Đấy. Nhưng mà trong trường hợp này ấy, hodo nó sẽ mang nghĩa là gì nhỉ? Đến mức. Bởi vì là các bạn không thấy những cái từ chỉ ước lượng đâu. Như vậy các bạn sẽ thấy hodo đến mức thì đằng trước nó phải là thể thường. Vậy thì ở đây có thể thường đấy là y. Như vậy chắc chắn là các bạn sẽ phải ghép được cái gì nhỉ? Các bạn sẽ phải ghép được 3 là y. Đấy, đằng sau phải là một là hodo. Tiếp theo nhá, các bạn có này. Toite. Toite đây chính là tôi đây cái động từ nói đây. Đấy, vậy phải là toitei, như vậy là các bạn phải cho 4 trước. Toite ở đây. Đấy, như vậy là đã cố định được 3 cái là 4, 3 và 1 rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải cho cái thằng Kanarazu ở đâu đúng không? Đấy. Nếu như các bạn thử cho cái thằng Kanarazu đứng trước, ví dụ các bạn cho hai ở đây Kanarazu, thì khi đấy chúng ta sẽ dịch câu như thế nào? Chúng ta dịch câu này, tôi ấy cứ ăn cái đồ cay vào đúng nhỉ,
là sẽ bị ho đến mức mà có thể nói là kanaraz, đến mức có thể nói là lúc nào cũng thế, luôn luôn như thế. Đấy. Thì trước tô ít t phải là một cái diễn tả cái điều gì đó thì hai sẽ ở đằng trước sẽ hợp lý đúng không nhỉ? Đấy là một cái cách lập luận. Cách thứ hai ấy là các bạn sẽ xếp 4 3 1 và cho cái hai đằng sau. Thì khi đấy ấy, nó sẽ không hợp nghĩa nữa. Nó sẽ thành này, tôi cứ ăn những cái đồ cay vào ấy là luôn luôn bị ho đến mức nói. Vậy thì đang bị lửng lửng cái đến mức nói như thế nào? Vậy là không thể xếp cái hai đằng sau được. Vậy thì đúng cũng chúng ta sẽ phải xếp là 2 4 3 1 nhá. Như vậy chúng ta sẽ xếp được số 3 vào dấu sao. Đáp án đúng của câu này sẽ là số 3. Y. Đấy, các bạn lưu ý cái cách xếp như thế. Tiếp theo câu số 44. Gakko no shomon de, ở cổng chính của trường học này. Nakamura nói là Minna imasu ka? Có mọi người đây chưa? Kawamura nói là Tanaka-san ga imasen, không có bạn này. Jugyo no ato no kana natte ita no ni hitori hitori de ichatta. Koko de machi awasete issho ni iku koto ni. Thứ nhất, các bạn thấy ở đuôi là no kana thì chắc chắn đằng trước phải là thể thường. Đấy. Phải là thể thường nhá. Không thể nào no ni no kana, te no kana hay là koto ni no kana được. Độ để làm được những cái ngữ pháp này thì cái ngữ pháp cơ bản ở cấp dưới, đặc biệt là cái ghép nối giữa các ngữ pháp với nhau, các bạn cần phải rất là chắc chắn. Thì ở đây no kana đằng trước sẽ phải là số 2. Hitori de ichata. Tiếp theo này, các bạn thấy ở đây có natte ita là động từ naru. Đây lại có cô tố nhị, vậy thì chắc chắn phải xếp gì nhỉ? Xếp 4 trước 1. Đấy. 4 trước 1, 4 là isho ni iku koto ni và một là natte ita no ni. Đấy. Như vậy các bạn xếp được như này rồi. Vậy thì có hai trường hợp xảy ra, một sẽ là 4 1 3 2 hoặc là 3 4 1 2. Các bạn sẽ thử và các bạn sẽ nhận ra cái trường hợp nào là hợp lý đúng không? Đấy. Chắc chắn là chúng ta thấy này, dịch nghĩa tiếp nhá. Nếu ghép được 4 với 1 có nghĩa là quyết định cùng nhau đi. Động từ machi awasete là hẹn nhau, đợi nhau ở đây. Vậy thì phải là thứ tự là hẹn nhau rồi cùng nhau đi đúng không? Như vậy chắc chắn là 3 sẽ phải trước. Như vậy các bạn sẽ xếp được 3 ở đây. Đấy. Koko de machi awasete. Như vậy thứ tự đúng của chúng ta là 3 4 1 2 và chúng ta sẽ khoanh đáp án đúng là đáp án số 1. Có nghĩa là đã quyết định là gì nhỉ? Đã quyết định là sau giờ học ấy hẹn nhau ở đây rồi cùng nhau đi rồi, ấy vậy mà lại đi một mình trước đúng không? Bạn nào mà dịch được nghĩa thì cũng có thể xếp được luôn, nhưng mà nếu không thì các bạn phải để ý những cái biểu hiện, những cái cách kết nối ngữ pháp thì mới có thể làm được tốt cái bài này. Câu số 45. Kimura nói này. Ima kara iku hakubutsukan 1 shuukan mae ni yoyaku shite nai to wa irenai te hairenai te guidebook ni kaite aru yo. Kaite aru yo. Ở gì đấy? Ở trên cái quyển hướng dẫn ấy nó có viết như này. Đấy là cái bảo tàng mà bây giờ mình đi ấy, mình đến đấy mình tham quan ấy, nếu như mình không có đặt trước một tuần thì mình sẽ không vào được. Bạn này nói là ế so na no komatta na, ơ thế à, thật là gay go nhỉ. Bạn này nói tiếp là y cử gì đó miyo ka te da ke kosho shite irete moraenai ka. Ở đây các bạn có miyo nhá, vậy thì ngữ pháp sẽ là te miru, vt miru đúng không? Đấy, thử làm gì đó chắc chắn đằng trước phải là thể t. Vậy thì ở đây các bạn có gì nhỉ? Các bạn sẽ có một hoặc ba thỏa mãn, nhưng các bạn lại để ý đây có đa kê, vậy thì chắc chắn là ngữ pháp của chúng ta sẽ phải là ngữ pháp gì nhỉ? Veru đa kê
về. Đấy. Lặp lại hai lần hành động nhá. Khi những cái bài này ấy, khi mà học những cái này thì có thể là sẽ có một số ngữ pháp các bạn chưa được học đến, bởi vì là nó được sắp xếp ở trong rất là nhiều sách khác nhau, thì chúng ta cũng phải đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận đấy là những cái câu mà tương đối là khó, nếu chúng ta chưa học đến thì chúng ta sẽ phải chịu. Chính xác là như thế đấy. Thì ở đây các bạn thấy có là gì nhỉ? Vê rự cộng đa kê, lặp lại cái V đằng sau ấy. V1 đi. Vẫn là cái V đó, có nghĩa là gì nhỉ? Mặc dù biết là khó nhưng cứ thử làm điều đó. Như vậy ở đây đằng sau cái y cự này sẽ phải là 2 đa kê. Đằng sau sẽ là 1 là y tê để lặp rồi. Vậy thì 1 đã được cố định vào đây thì chắc chắn là trước cái mio này phải là 3. Đúng nhỉ? Là cô sô. Vậy thì 4 sẽ phải cho vào dấu sao. Như vậy cái câu này chúng ta sẽ chọn 4 nhá. Nó hơi dài cho nên là sẽ không viết ở đây thì các bạn sẽ tự hiểu. Đây, khi mà đã sắp xếp được rồi ấy, các bạn sẽ thử dịch lại nghĩa xem có suôn không. Y cứ đa kê ít tê có nghĩa là thôi mình cứ đi đi, cứ đi thử đi. Biết là khó nhưng cứ thử đi đi. Rồi mình thử đàm phán, thương lượng xem là người ta có cho vào không. Đấy. Irete morae nai ka có nghĩa là không biết là có được nhận được cái việc người ta ire được, người ta cho mình vào đó không. Đúng sẽ phải là như thế này. Câu số 46. Dewa de nói chuyện điện thoại này. Ono nói gì đây nhỉ? Sumimasen. Daishū no niji kara no kaigi desu ga, sono jikan betsu no yōken ga haite shimaimashite. Moshi sochira no go tsugō ga gì đó, ikaga deshou ka? Tôi xin lỗi, về cái cuộc họp từ 2 giờ tuần sau ấy thì vào cái thời gian đó thì tôi lại có cái việc khác nó chen ngang mất rồi. Nếu như sochira no go tsugō cái tình trạng của bên đó thì làm thì sau đó nhá, phải điền này. Có được không? こちらは大丈夫です。À, tôi không sao, tôi thế nào cũng được. ありがたいんですが、変更していただけると、4時以降によろしければ。Chắc chắn là đây các bạn thấy có go to go đúng không? Go to go là tình trạng thì phải là to go ga ii, to go ga warui. Vậy thì đằng sau đây sẽ phải là 4 đúng nhỉ? Yoroshikereba có nghĩa là nếu như tiện cho bên đó. Đấy. Tiếp theo các bạn lại có này. Henko shite itadakeru to đúng không? Arigatai thì ngữ pháp cố định sẽ là te itadakeru to arigatai hoặc là te itadakeru to tasukaru có nghĩa là nếu mà được người ta làm như vậy cho mình thì tốt quá. Đấy, một set cố định luôn nhé. Vậy thì các bạn sẽ xếp được thằng số 2 là Henko shite itadakeruto và thằng gì nhỉ, thằng một là arigatai desu ga tôi sẽ rất là cảm kích. Vậy thì các bạn còn thằng số mấy nhỉ? Các bạn còn thằng số bộ 3. Đấy, nó là yoji iko ni có nghĩa là từ 4 giờ trở đi. Vậy thì ở đây các bạn thấy có thay đổi nhưng mà thay đổi chưa nói là thay đổi như thế nào, vậy thì phải là thay đổi sang một cái mới đúng không nhỉ? Vậy thì chắc chắn là đằng gì đấy, à chúng ta có đằng trước cái Henko này phải là số 3 đấy, số 3 này Yoji Iko Ni đấy, đổi sang là sau 4 giờ, từ 4 giờ trở đi nhá. Như vậy đúng là 4, 3, 2, 1 thì các bạn sẽ khoanh đáp án đúng là đáp án số 2. Câu này có nghĩa là nếu như mà tiện cho bên đó ấy, đúng nhỉ? Thì nếu như được đổi sang từ 4 giờ trở đi thì tôi rất là cảm kích, rất là biết ơn đấy. Vậy thì có được không? Vậy thì thế nào? Câu số 7, câu cuối cùng của phần dấu sao. Concerto no kebi ni wa KB in jubun desu ireba mo ga gì đây nhỉ? Nijunin. Các bạn có này. Đằng sau một danh từ này. Đấy, nó có thể là gì nhỉ?
Trong trường hợp là đi với động từ nhá, động từ là động từ y đự này, đây chính là động từ y đự, có nghĩa là có hoặc là cần đấy. Cần ở đây là cần thì đúng hơn đúng không nhỉ, để làm công tác bảo vệ cho cái buổi hòa nhạc. Thì cần cái gì đó chúng ta sẽ phải đi với trợ từ gì nhỉ, chúng ta sẽ phải đi với trợ từ có thể là qua, có thể là ga, có thể là mô đấy. Thì ở đây có hai trợ từ thỏa mãn là ga hoặc là mô, đây lại là từ chỉ người đấy. Nào, khi mà đây là một từ chỉ người ấy thì chúng ta sẽ phải xếp như thế nào, chúng ta sẽ phải xếp cái trợ từ gì nhỉ, chúng ta sẽ phải xếp trợ từ mô đằng trước cái từ chỉ người đó. Như vậy là ở đây chúng ta sẽ phải điền cố định là trợ từ ga đúng không đấy. Tiếp theo này, chúng ta có gì nhỉ, chúng ta có bốn, tiếp theo là hai là mô và một là y đề bà đấy. Nếu cần những 20 người ấy, thì sẽ đủ để làm gì nhỉ, để làm cho cái để làm công tác bảo vệ cho cái buổi buổi này. Tiếp theo chúng ta sẽ sang ở đây chưa khoanh nhỉ, bạn đúng là số 2 nhé. Bài số 9 là bài ngữ pháp ở trong đoạn văn. Bài này rất là nhiều bạn nhầm với phần đọc hiểu, thế nhưng không phải, nó là phần đọc hiểu đâu, nó chỉ là phần ngữ pháp thôi. Và cái bài này các bạn cũng không cần phải hiểu hết mọi từ, mọi chữ, cũng như là không cần phải đọc hết toàn bộ bài. Mà cái bài này nó chỉ cho chúng ta thời gian rất là ngắn để chúng ta nhìn những cái ý chính để chúng ta làm thôi. Đấy. Thì ở đây khi mà làm thì chúng ta sẽ quan sát một chút cái bài đọc cũng như là cái câu trả lời để có thể chọn được đáp án chính xác, đúng không nhỉ? Ví dụ các bạn thấy câu 48 nó là phần điền từ nối đúng không? Điền từ nối này thì các bạn sẽ cần phải xem mối quan hệ giữa câu trước với câu sau là gì. Ví dụ nhá, một là Tadashi là có điều. Tuy nhiên là người ta bộ đưa ra một cái thông tin bổ sung. Đấy, nó khiến chúng ta sẽ hơi trái ngược với phía trước. Sore ni là thêm nữa, thêm vào đó. Aruiwa là hoặc là. Tôi bà là đưa ra ví dụ. Bây giờ các bạn sẽ đọc cái câu chứa phần gạch chân này nhá. À xin lỗi, cái câu 48 này nhá. Câu trước này. Kono ranchi menu taite wa yoru ni kuraberu to tegoro na kakaku ni sette sarete iru. Cái thực đơn của bữa trưa ấy, đúng nhỉ? Cái thực đơn của bữa trưa này ấy, nếu mà so sánh bình thường thì nếu mà chúng ta so sánh với lại buổi tối ấy thì nó đang được xét, nó đang được thiết lập với cái giá rẻ hơn, dễ dễ chấp nhận được hơn. Đấy, đang nói một câu như này nhá. Xong đằng sau này, Yoru wa pasta dake de 1200 yen ぐらい suru. Mise de mo hiru wa pasta ni supu to sarada ga tsuite 980 yen to itta mono ya. Vân vân. Vậy thì rõ ràng các bạn thấy đây là đằng trước nó đang nói như thế này. Đằng sau là những cái gì đây nhỉ? Những cái ví dụ đúng không? Người ta bảo là những cái cửa hàng mà buổi đêm bán chỉ có mì, cuộc chỉ cái món mì ý không đã là 1 sen 2, mà bây giờ bữa trưa kèm thêm súp và salad còn có 980. Rồi thì những cái cửa hàng mà bán gì nhỉ, bán đồ ăn, bán những cái món buổi tối ấy, bán những cái món mà đến hơn 5 sen, thì bữa trưa chỉ còn gì nhỉ, chỉ còn khoảng 1 sen đấy. Chắc chắn đây là những cái ví dụ cụ thể đúng không? Thì không thể nào mà chọn là Tadashi, Soreni hay Ariwa được, bởi vì không mang cái tính chất đối ngược, không mang tính chất liệt kê theo kiểu như là đồng đẳng hoặc là Ariwa là hoặc là, mà đây phải là gì nhỉ? Phải là đưa ra ví dụ, phải là ta tôi bà nhá. Ví dụ như cái điều đó người ta đang được liệt kê ra ở đây, được chưa? Người ta nói là đang được đưa ra những cái set ăn trưa này ấy, đang được thiết kế với cái giá khá là dễ chịu so với buổi buổi tối, xong đưa ra trường hợp cụ thể như này thì phải dùng ta tôi bà. Đấy, các bạn lưu ý. Tiếp theo này, câu số 49, chúng ta đọc qua một chút.
Yasui kara toite ryori nin ga te o nuite iru toka yasui zairyo o tsukatte iru toka so ita koto wa ironai. Dù nói là rẻ. Đấy, dù nói là rẻ đi chăng nữa ấy, thì những cái việc như là cái người đầu bếp ấy họ lơ là, họ nấu họ làm không cẩn thận, hay là dùng những nguyên liệu rẻ tiền ấy, những cái việc này thì không có. Thử xem cái từ gì nhá. Igai deo ạ, một cách ngạc nhiên. Machigai deo ạ, là không sai. Dakara là vì vậy, một chữ là đương nhiên, thì chắc chắn ở đây phải là gì nhỉ, phải là 4 rồi. Những cái việc đó đương nhiên là không có rồi, không thể nào mà sẽ là 1, 2 hoặc 3, bởi vì nghĩa không đúng. Nếu như các bạn chọn số 1 hay là số 2 thì nó lại thành gì đây nhỉ? Đây, ví dụ thử ghép 1 với 2 vào đây nhá. 1 là Igai Deo ạ. Deo ạ. Mà số 2 là gì nhỉ? Machigai Deo ạ. Thì nó sẽ ghép nó thành Deo Anai, có nghĩa là không phải. Vậy thì cái việc như thế này là không phải là cái điều mà đáng ngạc nhiên, tức là người ta có làm như vậy. Tương tự, cái việc như này là machigai này là điều không sai, chứng tỏ là người ta có làm vậy cũng là không hợp lý rồi. Vậy thì chúng ta sẽ không thể chọn được dakara, không có dakara nai, đúng nhỉ? Vậy thì đây phải là moshiro nai, có nghĩa là những cái việc này đương nhiên là sẽ không thể nào mà người ta tồn tại, người ta làm được cái điều như thế. Đằng sau người ta giải thích tiếp. Aji ga ochireba warui hyoban ga tachi yoru no eigyo ni mo waru eikyo o ataete shimau. Nếu như vị nó bị giảm sút đi ấy, thì cái đánh giá sẽ có rất là nhiều cái đánh giá tệ và ảnh hưởng xấu đến cái việc kinh doanh của buổi tối, đúng không nhỉ? Đấy, do vậy đúng của câu này sẽ phải là đáp án số 4 nhá, mochiro. Tiếp theo, các bạn thấy câu 50 này. Chúng ta cùng xem qua một chút nhá. Câu 50, đáp án tsugi no bai, sono mise no bai, danchi no bai, yoru no eigyo no bai. Trường hợp tiếp theo, trường hợp của cửa hàng đó, trường hợp của cái bữa trưa, của suất ăn trưa, trường hợp kinh doanh vào buổi tối. Thì ở đây các bạn sẽ xem là nó là cái nào cho hợp lý. Các bạn thấy này. Đây, đọc cái câu trước nhá. Inshoku ten ni kagirazu, mise o keien shite iku tame ni wa, zairyou hi, kounetsu hi, tenin no kyūryō nado samazama na kosto ga kakaru ga, sono kosto o osae rareba, shouhin no kakaku o sagete mo, dieki wa ageru koto ga dekiru. Không chỉ là các các cái cửa hàng ăn uống ấy, đấy, mà để gì nhỉ? Mà nhiều cửa hàng khác cũng vậy, để kinh doanh được cửa hàng đó thì sẽ tốn rất là nhiều cái chi phí, như là chi phí nguyên liệu, chi phí điện nước chiếu sáng, chi phí nhân công. Thế nhưng nếu mà tiết giảm được những cái chi phí đó ấy, thì dù có giảm giá của sản phẩm xuống cũng có thể có lãi, có lời. Đấy, người ta nói như vậy nhá. Câu tiếp. Menu o ikutsu ka ni shiboru という方法でコストを抑えているケースが多い. Bằng cái cách là gì nhỉ? Thu gọn menu xuống chỉ còn một vài cái thôi thì có thể gọi là tiết giảm được cái chi phí. Menu ga sukunakereba junbi ya chōri ni tema ga kakarazu ooku no ryōri nin no hatarakaseru hitsuyō mo nai. Nếu như cái thực đơn nó ít món thì cũng sẽ không mất nhiều công chuẩn bị và nấu. Do vậy là cũng không cần thiết phải làm cho phải cần nhiều người làm việc. Đấy, vậy thì rõ ràng ở đây các bạn thấy là đang đề cập đến cái vấn đề là rẻ, đúng không? Đấy, rẻ ở đây ấy là đang nói cho cái nào? Cho đến ngay từ mở đầu người ta đã nhắc đến là gì nhỉ? Nhắc đến là cái suất ăn vào bữa trưa đây, cái câu mở bài đã là ranchi menu. Đấy, ranchi menu này. Thì ở đây chắc chắn sẽ không thể là trường hợp tiếp theo hay trường hợp của cửa hàng đó, nó đã không nói một trường hợp cụ thể nào cả. Hay là vào ban đêm, đúng không nhỉ? Như vậy là chúng ta sẽ loại. Đúng phải là số 3 nhé. Danchi no me no bai có nghĩa là bình thường là như thế này. Còn ở trong trường hợp của cái cửa hàng bán suất ăn trưa ấy,
thì là người ta tiến hành biện pháp như này để được cái điều như thế. Câu 51, sono tame yasu ku suru koto ga dekiru. Vì vậy, có thể làm rẻ được. 51 này. Iwake da, iu ten ka, iu kurai da và iu kara ka. Ở đây đáp án đúng sẽ là số 1. Có nghĩa là gì nhỉ? Thành ra là như thế, cái cấu trúc mang tính chất tương đối là gì nhỉ? Tương đối là hô ứng một chút. Có nghĩa là vì thế, vì vậy ấy, nên thành ra có thể đạt được kết quả gì đó nhé. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái dạng thức là toyuwake, đúng nhỉ? Đây còn trợ từ tô nữa. Đấy, thành ra là có thể gì nhỉ? Có thể làm cho cái set ăn nó rẻ. Đây là người ta đang giải thích lý do đấy các bạn ạ. Những cái như là tên cờ hay là yukara cờ là đang đặt nghi vấn. Không phải. Kurai là đến mức hoặc là khoảng cũng không đúng luôn. Câu cuối cùng này. Inshoku ten ni totte dieki ga agerare sarani kyaku mo kakutoku dekiru ranchi wa oishi gì đó. Đối với cửa hàng ăn bán đồ ăn uống ấy, cái bữa trưa, cái bữa trưa, cái set ăn trưa mà gì đây nhỉ, mà có thể làm tăng doanh thu, có thể có được thêm khách hàng thì oishi gì đó. Các bạn xem nhá. Ranchi de wa atta ka dạng quá khứ, tức là cái điều này là điều trong quá khứ sai. Rõ ràng cả bài này đang dòng thời gian là dòng thời gian hiện tại, đúng nhỉ, thì không thể dùng quá khứ được. Ranchi nano de aru. Ranchi nano de aru là gì nhỉ? Là khẳng định. Khi lắp vào đây nó thành là cái set ăn mà làm được điều này này là set ăn ngon, là set ăn được đánh giá là ngon rồi, vậy thì có thể là đúng, đúng không? Câu 3 nhé. Ranchi nano de wa nai daro. Có lẽ không phải là set ăn ngon. Đây là phủ định là sai, đúng không? Nếu như là nồi de wa nai daro ka chẳng phải là hay sao thì đúng, nhưng mà đây lại là không có chữ ka đằng sau thì là thành gì đây? Có lẽ là không phải là cái điều đó rồi, là phủ định là sai. Câu 4 này. Ranchi de wa nai no de wa nai ka. À, de wa nai no de wa nai ka đã là bằng tô mô, là tôi nghĩ là như vậy. Tôi nghĩ là không phải là set ăn ngon, là vẫn là phủ định, đúng không? Do vậy là đây cũng là sai nhá. Đúng phải là 2, phải là khẳng định. Đấy. Thì các bạn lưu ý này, để làm được cái bài này ấy, thì chúng ta sẽ cần phải học vững ngữ pháp của gì nhỉ? Của các phần trước, ví dụ như là cái kết nối câu, rồi thì cách gì nhỉ? Cách chia của các cái thể nó như thế nào, cũng như là gì đấy, cũng như là cái mối quan hệ giữa các đoạn, hay là những cái dạng thức ngữ pháp đặc biệt, ví dụ như là ở cuối câu là nồ đề sự hay là wake vân vân. Thì thực ra cái bài này là một cái bài tương đối khó trong phần ngữ pháp, cho nên là các bạn hãy tức là các bạn hãy tự đánh giá cái khả năng của mình, xem là liệu rằng mình có thể làm tốt cái bài này không. Nếu như các bạn thấy là mình không làm tốt được thì hãy dành nhiều thời gian cho những cái bài khác. Đấy, đừng có dành quá nhiều thời gian để đọc cái này nhé. Đọc cái bài này có thể là mất rất nhiều thời gian, nhưng mà cũng chỉ được là bao nhiêu, cũng chỉ được 5 điểm thôi, nếu tối đa đúng sẽ là 5 điểm. Tất nhiên là cái điều kiện, điều hoàn hảo nhất sẽ là được tối đa điểm bài này, đúng không? Nhưng mà nếu như mà chúng ta đánh giá cái năng lực của mình nó chưa thể mà làm được tốt mọi thứ ấy, thì chúng ta hãy ưu tiên những cái phần tốt hơn trước nhá. Thì đấy là cái phần chữa của cái bài này. Còn nhiều câu khác thì Sensei không đọc, không dịch ra ở đây, bởi vì thực ra thì nó cũng không phải là cái điều quan trọng lắm đối với lại cái bài này. Đấy, cái nghĩa chính sơ sơ thì cũng đã nói rồi. Thì các bạn có thể đọc thêm và gì nhỉ, và tự tìm hiểu thêm cho mình nhá, coi như là một bài đọc hiểu đi. Còn ở đây là chữa dưới dạng là chữa bài ngữ pháp. Đấy, bài này không phải là cần phải đọc và hiểu hết từng chút như là bài đọc. Độ dài của nó tương đương với một bài đọc chung rồi, mà có thời gian rất là ít để làm. Đấy, thì cái bài chữa của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài chữa tiếp theo.